Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành trong cuộc sống. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng trong năm 2022. Về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc hay là không? Về tổng quan tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng trong năm 2022, nhâm dần này. Nữ mạng sinh năm 1996, tuổi Bính Tý tức là con chuột, thường gọi là điền nội chi thử, tức là chuột trong ruộng. Mệnh thủy, giãn hạ thủy, nghĩa là nước khe suối. Mệnh thủy gặp năm 2022 thuộc mệnh kim bạch kim, kim sinh cho thủy là tốt. Địa chi Tý gặp năm dần, bình thường. Thiên can Bính Tý gặp năm nhân, tương xung không được tốt cho lắm. Sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn, hạn toán tận, vận niên, trư phùng hỏa, thái tuế trong năm 2022 là không phạm thái tuế. Tam tai trong năm 2022 phạm tam tai năm thứ nhất. Về tuổi kim lâu năm 2022 không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc trong năm 2022 phạm hoang ốc, tam địa sát. Về sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, có sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy tinh, là một phước tinh đỏ lộc đỏ thuộc cửu tinh đỏ. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, chủ về tài lộc. Sao này rất hợp cho người mệnh mộc và mệnh kim, nó mang đến cho sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Người chịu ảnh hưởng của sao thủy diệu đến cuộc sống của bạn thì đối với con đường công danh, khi gặp sao này thì nhiều người được thăng tín như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về phương diện tiền bạc, tài sản của tuổi Bính Tý trong năm 2022 trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân và tài bảo, nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng là hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới, nếu đi làm ăn xa thì mang lại được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp chòm sao thủy diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng nó không phải là điều gì đáng lo, vì vốn dĩ sao thủy diệu là một phước tinh lộc đỏ rồi. Và đặc biệt chú ý trong năm 2022 đối với tuổi Bính Tý là không nên đi biển, đi sông nước, qua đò, qua sông, tránh gây ra sự tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu. Sao thủy diệu cũng tốt nhưng cũng cần phải kỵ vào tháng 4 và tháng 8. Ba là về vận hạn năm 2022 của tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng. Hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn trọng về hao tài. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá thì rất dễ gặp cướp bóc, có thể dẫn tới bỏ mạng. Nếu khai thác về lâm sản hoặc là hùn hạp làm ăn cũng sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Và trong năm 2022, nếu như bạn tuổi Bính Tý muốn tìm hiểu về sao toán tận tốt hay là xấu thì không thể bỏ qua được một câu thơ diễn nghĩa về toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột và bất khả kháng, cũng khó có thể đề phòng, ứng phó. Nếu những người phước đức, đức kém, vận số có thể nguy hiểm tới tính mạng. Và theo tử vi cho thấy, những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như là tai nạn về giao thông này, tai nạn về sông nước này, tai nạn về lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay là bệnh huyết áp cao, tai biến và đột quỵ. Theo những tài liệu cho thấy rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì
Hạn này được ghi vào sử sách như là hạn toán tận, thường bị hao tốn về tài sản, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như là tai nạn về giao thông, lao động, ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạn này thì chúng ta có thể đánh giá là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, cả về sức khỏe. Nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn về tiền bạc hoặc là có hạn, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Với những người trong năm gặp toán tận thì cần phải thực hiện theo những cái điều sau đây. Thứ nhất là tuyệt đối không mang theo nhiều tiền bạc, của cải khi đi ra ngoài đường. Dù cho là đi làm ăn hay là đi chơi, đi du lịch hay là bất cứ đi đâu xa. Như vậy, không những tránh được hạn về cướp bóc, giảm hao tài mà không bị nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của bản thân mình và mọi người trong gia đình. Về thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan tới lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn để làm ăn, kẻo lại bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao về tiền bạc và sức khỏe. Thứ ba là luôn luôn phải cẩn trọng trước mọi việc, vì trong năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Về thứ tư là không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc là làm các công việc liên quan tới máy móc, nguy hiểm. Nếu công việc của bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần phải đề phòng tai nạn về lao động, nên sử dụng các dụng cụ về bảo hộ lao động cẩn thận khi tham gia giao thông nữa. Về thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách để hóa giải hạn toán tận, hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay là bị bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận nêu trên thì đối với những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi về đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện thì nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa, lễ Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh cũng vô cùng là linh thiêng và mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, chia chở độ trì và bảo vệ bình an, mang lại may mắn. Đây là cách cúng hóa giải toán tận rất được chú trọng nữa. Về vận niên trong năm 2022 của tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng. Trư phùng hỏa là hình tượng của quân lợn bị gặp lửa hay còn gọi là lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều và vất vả nhưng thu nhập không được đáng kể là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn mắc oán. Vì vậy, chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong. Dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm 2022, gặp vận niên trư phù hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương, ngoài ra cần phải giữ gìn về tiền bạc, tài sản cẩn trọng nữa. Về con đường công danh, bản mệnh trong năm nay nhờ có người giúp đỡ mới nên đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ được tốt hơn. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Bính Tý trong năm 2022 này, cái chuyện tình cảm của bạn rất tốt. Đối với những người đã có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình đều dễ chịu. Đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn, hưng phấn. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, trong năm 2022, có phạm tam tai hay không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mọi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và một đời người như vậy thì cứ sau 12 năm lại gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.
bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn thì gặp các năm hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Về bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, bản mệnh tuổi Tý theo quan niệm về dân gian cần tránh các năm gặp hạn tam tai như là Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Bát Mão, Bính Thìn. Như vậy, trong năm 2022, đối với tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, phạm hạn tam tai năm thứ nhất. Về tử vi tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, trong năm 2022, có phạm tuổi Kim Lâu hay là không? Về tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ về vận hạn, nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có 4 dạng, đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này hay gặp là hạn kim lâu ở nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà hay là cưới vợ. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Về kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc của gia chủ. Nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Và theo kinh nghiệm dân gian cổ thư để lại thì 1368 thuộc kim lâu, tức là lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào 4 số trên thì phạm phải kim lâu. Thứ nhất là dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu, đó là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng là 27 tuổi, không phạm kim lâu. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc hay không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà bỏ hoang, một vận hạn mà chúng ta cần phải tránh, kiêng kỵ khi xây dựng về nhà cửa. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trở ngại, khó khăn, công việc sau này nghèo túng, làm ăn khó phát triển, sức khỏe, quan hệ gia đình có nhiều vấn đề phát sinh theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Cung thứ nhất gọi là nhất cát hay còn gọi là kít cũng vậy. Tốt, làm nhà tuổi này sẽ có được chốt chốn an cư tốt, mọi việc được hanh thông, thuận lợi, được ví như câu nhất kít an cư thông vạn sự. Cung thứ hai, nhì nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa được hưng vượng, giàu có, được ví câu nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Cung thứ ba là tam địa sát, xấu, tuổi làm nhà mà phạm phải tuổi này, gia chủ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Cung thứ tư, tứ tấn tài là tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, được ví như câu tứ tấn tài chi phước lộc lai. Cung thứ năm là cung thọa tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà sẽ bị chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt, được ví như câu ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Cung thứ sáu lục hoang ốc là xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được,
lục ốc tạo ra bất khả thành. Và theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm phải lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thỏa tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại thán, bại sản nếu như mua nhà, xây dựng về nhà cửa trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian thì đời người có 75 năm, sẽ có 29 năm phạm hạn tuổi hoang ốc, thỏa tử và địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị và chia cho 6, lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thỏa tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, đối với tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm nay là năm 27 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi hoang ốc, tam địa sát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.